Thưa quý vị và các bạn, là xã ven biển nên xã Tân Tiến thường cũng chịu ảnh hưởng khi thời tiết thay đổi. Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân về bảo vệ môi trường, phân loại rác thải tại nhà, từng bước thay đổi thói quen trong việc phân loại rác thải, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trên địa bàn huyện Đầm Dơi đã triển khai mô hình phân loại rác thải tại nhà đã phát huy được hiệu quả. Gia đình bà Lê Hồng Cẩm, ấp Thuận Long A, xã Tân Tiến tham gia mô hình phân loại rác ủ rác để lấy phân trồng rau màu được bà Cẩm thực hiện hơn 10 năm nay. Hàng ngày bà phân loại từng thành loại rác khác nhau, như rác vô cơ thì đốt, hữu cơ thì làm phân trồng màu. Với lượng phân khá nhiều, cùng diện tích đất vườn 4.000 m2, gia đình bà Cẩm đã tận dụng một năm trồng nhiều loại rau màu khác nhau. Từ tháng 2 đến tháng 4, gia đình trồng bí rợ. Tháng 5 đến tháng 9 trồng bắp, dưa gang, đậu đỏ, dưa leo, bầu. Những tháng cuối năm trồng dưa hấu Tết. Mỗi một năm cho thu nhập từ 50 đến 60 triệu đồng. Bên cạnh đó, 50 gốc thanh long và xoài mỗi năm cũng cho thu nhập từ 20 đến 30 triệu đồng. Khi phụ nữ xã phát động là thực hiện cái mô hình 503 sạch, thì trước tiên là gia đình tôi là gương mẫu thực hiện trước, phân ra là từng loại rác vô cơ và hữu cơ. Rồi vô cơ thì đem đào hố đó là đốt, còn hữu cơ thì để là phân quỷ cho nó thành phân rồi trồng đồ. Từ đó tới giờ thì tôi thấy cái mô hình này hiệu quả rất cao. Nói chung là phát triển kinh tế gia đình, một năm thì thu nhập cũng từ 5-60 triệu đồng mà không có tốn tiền để mua phân. Thì tôi thấy cái mô hình này thì rất hiệu quả, nên tôi nhân rộng cho gia đình, rồi cũng cho là chị em hội viên. Là nói chung ở ấp tôi bây giờ thì mô hình trồng màu này là nhiều hộ là đạt hiệu quả cao. Tôi thấy đây là một cái mô hình rất hiệu quả, nên là chị em cũng cần nên là thực hiện cái mô hình này để là phát triển kinh tế gia đình và tăng thêm thu nhập. Đối với gia đình bà Nguyễn Kiều Quanh cùng ở ấp Thuận Long A, xã Tân Tiến, tham gia phân loại rác tại hộ gia đình hơn 10 năm nay. Bình quân mỗi tháng bà Quanh bán khoảng 400.000 đồng từ việc phân loại rác vô cơ. Bên cạnh đó, với diện tích đất vườn 2.000 m2, tận dụng lượng phân hữu cơ, bà cũng trồng các loại rau màu vừa phục vụ gia đình vừa bán cho bà con xung quanh. Như mình là phụ nữ của gia đình thì thực hiện cái mô hình của ấp á. Trong thời gian qua thì như rác, cỏ rác rồi vệ sinh môi trường ở quanh nhà mình dọn cho sạch sẽ, rồi gom lại có nơi có chỗ rồi ủ thành phân để mình trồng những cái cây như là hoa màu khác, cũng có phần tăng thu nhập cho gia đình. Như bọc bông này kia mình gom rồi mình đốt có chỗ, còn rác mà nó thành hữu cơ thì mình thu gom lại một nơi để mình trồng hoa màu. Hiện 10 trên 10 ấp của xã Tân Tiến, tất cả hội viên phụ nữ đều tham gia mô hình phân loại rác tại hộ gia đình. Việc triển khai mô hình đã mang lại lợi ích cho cả người dân và chính quyền địa phương. Người dân tiến hành phân loại, xử lý rác thải hữu cơ để tận dụng làm nguồn phân bón cho cây trồng. Những loại phế thải vô cơ được phân loại để phục vụ tái chế, góp phần giảm áp lực trong việc thu gom rác thải, giảm chi phí dành cho công tác bảo vệ môi trường. Thì trong thời gian qua thì hội phụ nữ xã cũng có tuyên truyền vận động chị em thực hiện cái mô hình 503 sạch gắn với ứng phó biến đổi khí hậu môi trường. Thì hội cũng đã triển khai đến các chi hội phụ nữ và các hội viên phụ nữ thực hiện việc phân loại rác hữu cơ để mà tận dụng sử dụng trong việc trồng ra màu cây ăn trái và phân loại các loại rác không sử dụng nên chúng ta đốt, phân loại chai nhựa để đảm bảo môi trường, không để rác thải gì, đảm bảo vệ sinh môi trường đó. Rồi hội cũng đã triển khai đến chi hội hữu viên và thực hiện đồng loạt thực hiện, và thời gian tới này thì cũng sẽ triển khai vận động các cái chị em phụ nữ chưa tham gia vào tổ chức hội để mà cùng nhau thực hiện để đảm bảo môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Đây là mô hình có chức năng tuyên truyền vận động cán bộ hội viên phụ nữ và các tầng lớp nhân dân
nâng cao ý thức trách nhiệm, thực hiện phân loại rác tại hộ gia đình, đồng thời có trách nhiệm về công tác bảo vệ môi trường nhằm giảm thiểu lượng rác thải sinh hoạt trong môi trường, giảm thiểu ô nhiễm và các dịch bệnh từ rác thải gây ra, giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp, góp phần thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động xây dựng gia đình 50 ba sạch và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, góp phần cùng xã Tân Tiến xây dựng nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới.